Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ người đại diện cho cung nhân mã. Nếu thích mong mọi người like và subscribe kênh của mình nhé. Yeah.
Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn vẽ chủ đề nào khác, hãy comment phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.